Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên diễn ra hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Với sự tham dự của hơn 300 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, hội nghị diễn ra sau khi đón nhận tin vui chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Hưng Yên tăng tới 25 bậc, vươn lên thứ 14 cả nước. Khán phòng chính của Trung tâm Hội nghị tỉnh không còn một chỗ trống, cho thấy cộng đồng doanh nghiệp đang có sự quan tâm, tin tưởng, kỳ vọng không nhỏ đối với năng lực điều hành của chính quyền tỉnh Hưng Yên. Năm 2022, kinh tế Hưng Yên tăng trưởng 12,84% theo số liệu mới nhất do Tổng cục Thống kê công bố. Chỉ số phát triển công nghiệp tăng hơn 10%, thu ngân sách kỷ lục hơn 51.000 tỷ đồng. Quý 1 năm 2023, Hưng Yên tăng trưởng ước đạt 8,14%, xếp thứ 12 cả nước. Hưng Yên hiện có trên 15.000 doanh nghiệp đăng ký, với số vốn gần 190.000 tỷ đồng, số doanh nghiệp hoạt động chiếm khoảng 70%. Điều hành phần đối thoại với doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn khẳng định những kết quả ấn tượng của Hưng Yên thời gian qua có sự đóng góp chủ yếu của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Vì vậy, hội nghị này là cơ hội để lãnh đạo tỉnh lắng nghe tiếng nói của doanh nghiệp nhằm đồng hành, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, cùng hướng đến sự thịnh vượng chung cho cả doanh nghiệp và địa phương trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn. Đại diện các doanh nghiệp đã có một số ý kiến về lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, chính sách thuế, tín dụng ngân hàng. Đến tại thời điểm này, 4 tháng này, doanh nghiệp cũng đi lên đi xuống với các sở ngành, với hội đồng thẩm định, nhưng mà cũng chưa ra được cái giá đất cụ thể để làm căn cứ ký hợp đồng thuê đất cũng như là bàn giao đất thực địa rồi ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm căn cứ để thu hút các cái nhà đầu tư. Thời gian vừa rồi thì bên phía khu nghiệp Yên Mỹ cũng đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư lớn như Pfizer, tập đoàn Pfizer đa quốc gia vào, nhưng mà đến bây giờ họ cũng đang rất chờ cái thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chung của khu nghiệp gần năm này. Trong quá trình giải phóng mặt bằng ở khu công nghiệp Mỹ này thì cũng rất là gặp khó khăn. Bởi chính vì vậy mà ta phải tiến hành giao đất đến lần này là lần thứ năm mà vẫn chưa hoàn thiện. Thế thì mỗi một lần giao đất thì phải một lần tính giá để tính thuê cho doanh nghiệp. Thế đây là một vấn đề mà đối với doanh nghiệp thì tôi cho rằng là cũng đã có một cố gắng, mà chúng tôi cũng có sự phối hợp rất tốt với doanh nghiệp. Thì đến nay đối với đợt năm á, thì đối với báo cáo chủ đầu tư này, chúng tôi cũng đã hoàn tất những cái thủ tục thẩm định xong và đã trình hội đồng. Thì chắc là trong cái tuần tới thì chắc là hội đồng sẽ có thể phê duyệt xong. Những cái khu nào mà đã giải phóng mặt bằng xong thì chúng tôi sẽ hỗ trợ để làm sao cấp được giấy chứng nhận cho doanh nghiệp, để doanh nghiệp tiếp nhận các cái dự án làm sao cho hoạt động. Nội dung này ghi chỉ đạo sớm, nó trình rồi anh ấy chỉ đạo họp sớm và trình ban sớm phó tịch nhé. Tuần này đó mà khi anh ấy trả lời rồi, anh ấy đang hứa trả lời trong tuần này nhỏ, họp xong anh trình ban sớm, có nghĩa trong 2 tuần sẽ có ra đất cho Verasara, nhất trí chưa? Vâng, cảm ơn chủ tọa. Tỉnh xem xét có chính sách hỗ trợ một phần lãi suất vay ngân hàng cho khối các doanh nghiệp nhỏ và vừa để các doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn tín dụng. Ngân hàng nước Bình Liên đã có bản chỉ đạo các công ty đầu tư địa bàn Bình Liên là tiếp tục đẩy mạnh cho vay hỗ trợ lãi suất 2% theo quy định đã có của chính phủ, và thứ hai yêu cầu các công ty tiêu dùng tăng cường tiết kiệm chi phí và tiếp tục hạ lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp người dân. Thì theo báo cáo thống kê và đến ngày hôm nay đấy, thì như thứ báo cáo của hội nghị này nhất là về lãi suất cho vay ngắn hạn thì qua tổng hợp của 4 ngân hàng thương mại là Bộ Công Thương, Công Thương, Đầu tư và Ngoại thương đấy, thì đầu là tháng 1 năm 2023 thì lãi suất cho vay là 8% bình quân khoảng 8%. Thế và đến tháng 4 này thì qua tổng hợp đến ngày qua thì tôi đã tổng hợp là lãi suất đã giảm xuống bình quân là khoảng 7-3%. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đánh giá thành công của cuộc đối thoại cho thấy cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền tỉnh tiếp tục tìm được tiếng nói chung để tháo gỡ các khó khăn, thúc đẩy sự phát triển. Đồng chí cũng nhấn mạnh chỉ số PCI của Hưng Yên có sự bứt phá lên top 15 cả nước chính là thước đo hiệu quả từ chính cộng đồng doanh nghiệp đối với các chủ trương, chính sách, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của tỉnh.
năm 2020 của chúng ta là 53 và năm 2021 thì chúng ta là tăng được 14 bậc đứng thứ 39 toàn quốc, và năm 2022 tiếp tục tăng 25 bậc và đứng thứ 14 toàn quốc. Đây là có thể nói rằng cái tình cảm của doanh nghiệp ngày càng tốt hơn với các chính quyền địa phương, và cũng khẳng vai trò của chính quyền địa phương cũng được thể hiện rằng đã đồng hành và song hành với các doanh nghiệp để ta cùng nhau giải quyết những khó khăn. Mục tiêu là vẫn để cho các doanh nghiệp phát triển tốt về sản xuất kinh doanh. Chính từ cái kết quả đó thì cái kết quả, các kết quả về kinh tế xã hội thì đã được thể hiện ở trong báo cáo kinh tế xã hội. Kết quả đó thì không thể một chính quyền không làm được. Đó là sự đóng góp rất to lớn của các doanh nghiệp. Mà hôm nay thì lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp thì với mục tiêu là tri ân các doanh nghiệp. Thay mặt lãnh đạo tỉnh một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các cộng đồng doanh nghiệp, các ông bà đại diện cho các doanh nghiệp, doanh nhân trong địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp tiêu biểu có mặt hôm nay mà một sức khỏe tốt, một gia đình hạnh phúc và thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tại hội nghị, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Quốc Văn trao huân chương lao động hạng nhì cho công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát. 10 doanh nghiệp tiêu biểu được nhận cúp phô hiến vì có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên năm 2022. Nhiều tập thể cá nhân cũng được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vì có thành tích xuất sắc.